Thì đây là cái tình trạng của những các cái dòng chia số như này của anh em và các bạn đang sử dụng thường ngày, mà nó đang gặp cái tình trạng là sang số về số, nó bị sượng số, rất chi là khó sang số và về số. Đấy, tình trạng thực tế luôn. Thì video ngắn hôm nay mình sẽ chia sẻ lên cho anh em và các bạn biết được cái nguyên nhân và cái cách khắc phục của cái tình trạng mà những cái dòng xe như này mà nó bị sượng số. Anh em và các bạn tật sang số nó rất chi là khó, lúc được lúc không. Và cái tình trạng này thì mình gặp rất chi là nhiều và phổ biến trên những cái dòng xe số như này. Thì tiện đây mình cũng có một cái video ngắn để xin chia sẻ lên cho anh em và các bạn cùng nhau ta tham khảo và để cùng nhau ta áp dụng nếu khi xe của anh em và bạn đang gặp cái tình trạng như này, để ta có cái hướng khắc phục cho những các cái dòng chia số mà đang gặp cái tình trạng như này. Thì đây, cái tình trạng mà mình đã gặp trên tất cả những cái dòng chia số như là xe Gem hay là xe Way như này, thì là cái sao số ở bên đường cái lốc côn này này là nó sử dụng lâu thì nó đã bị han, bị dĩ và nó bị kẹt lại, là sinh ra cái tình trạng là xe khi anh em và bạn ta sang số nó rất chi là sượng và khó sang số. Anh em và bạn ta lúc sang số lại số, lúc được lúc không, rất chi là khó khăn. Vậy cái video ngắn hôm nay mình sẽ cùng anh em và bạn ta tháo mở ra để ta khắc phục một cái cách cũng rất chi là đơn giản thôi. Bởi vì những các cái dòng xe này nếu như gặp tình trạng này thì các bạn sẽ phải tháo mở cái đường bên lốc côn ra rồi. Bởi vì cái phần nó hư hỏng là phần bên trong cái sao số, thì các bạn sẽ phải tháo mở bên đường lốc côn ra như thế này, giống mình đây. Thì cũng tiện đây thì cũng để cho anh em và bạn ta biết được cái cách tháo mở những cái lốc côn trên những dòng xe Jump hay là xe Way như này, để tiện cùng nhau tập tham khảo. Thì trước hết muốn tháo cái lốc côn xe của anh em và bạn ta ra mà để ta xử lý cái tình trạng mà bị sượng số hay là sang số khó, thì ta sẽ phải tiến hành ta tháo xả dầu ra. Tiếp theo thì các bạn sẽ phải tháo mở bô ra giúp mình. Thì trên kênh xe máy Xuân Hợp của mình nó sẽ bao gồm có hai phần, một phần là về lý thuyết, còn một phần là về thực hành, với những các cái mẹo nhỏ đơn giản hay những cách làm thực tế, hy vọng có thể là giúp cho anh em và bạn hoàn thiện hơn về cái cách sửa chữa xe máy của mình. Hay là với những anh em nào mà ta không vay nhà thợ thì có những các cái video xử lý cái cách đơn giản về cái cách sửa chữa xe máy ngay tại nhà để cùng anh em và bạn ta tham khảo và phương hướng khắc phục tự sửa chữa những các cái bệnh đơn giản cho chính những chiếc xe của mình ngay tại nhà. Thì anh em và bạn nếu xem những các cái video của mình mà thấy hay và hữu ích cho anh em và bạn thì ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để ta theo dõi những các cái video mới trong kênh. Cái kinh nghiệm của mình đến đâu hay kiến thức của mình học được như thế nào ngay bây giờ trên kênh xe máy Xuân Hợp của mình sẽ truyền tải đến cho anh em và bạn ta xem những các cái video ngắn như này trên kênh của mình. Thì hy vọng có thể là giúp cho anh em và bạn ta phần nào đấy có thể là tiết kiệm thêm được một ít chi phí, hoặc là tiết kiệm hơn được một chút thời gian với những anh em thợ mà ta mới vào nghề. Thì cũng như mình, mấy cái năm đầu tiên mình mới vào nghề thì mình cũng tìm tới những các cái video của những các anh thợ mà ta làm lâu năm, người ta có kinh nghiệm, ta chia sẻ lại những các kinh nghiệm vốn cua của những anh thợ đấy, thì mình cũng tìm tòi và học hỏi thêm những các cái kiến thức và những các kinh nghiệm của những các anh thợ đấy. Thì cũng ngay từ bây giờ trên kênh của mình cũng sẽ chia sẻ bằng những các cái video thực tế để cho anh em và các bạn cùng nhau ta áp dụng với những các cái cách làm đơn giản hay là những các cái mẹo nhỏ thực tế. Tiếp theo thì anh em và ta cũng phải tháo cái dàn để chân ra giúp mình và bô. Thì cái cách này thì cũng coi như là cái cách tháo mở cái lốc côn trên những cái dòng xe Jump hay là xe Way như thế này, để anh em bạn ta tiện ta tham khảo thêm về cách tháo mở các cái lốc côn trên những cái dòng xe Way như này. Mỗi khi anh em bạn ta cần xử lý về cái vấn đề bên côn của những cái dòng xe Jump hay là xe Way như này, khi anh em bạn ta đã mở cái bô và các cái dàn để chân ra như này rồi, thì ta sẽ tiến hành ta sẽ tháo mở cái lốc côn này ra. Thì cũng như mình vừa nói, cái tình trạng với những các cái dòng xe Jump hay là xe Way của các bạn mà sử dụng lâu năm thì cái tình trạng là nó sượng số hay là sang số về số nó rất chi là khó. Thì cái tình trạng này mình gặp rất nhiều. Thì hôm nay có thời gian rảnh mình cũng quay một cái video clip ngắn này để chia sẻ lên để cùng anh em và các bạn ta có cái hướng
khắc phục và xử lý nếu như tình trạng mà xe đang gặp cái tình trạng là sang số, nó sượng số, nó khua như này. Đây là cái thực tế luôn, mình quay những các cái video thực tế mà mình xử lý đơn giản như này. Thì những các cái bệnh thường gặp như này trên những cái dòng xe Jam Cherokee, thì với những các cái anh thợ mà đã làm lâu năm, người ta có kinh nghiệm thì người ta kiểm tra thì người ta cũng đã biết được những các cái bệnh thường gặp này và cái cách xử lý của những các anh thợ đấy thì rất chi là chuyên nghiệp rồi. Còn với tất cả những anh em thợ nào mà ta mới vào nghề hay ta đang học nghề thì ta cũng có thể là tham khảo những các video như này để có thể là nâng cao tay nghề hay là hoàn thiện hơn về cách sửa chữa xe máy của mình, nếu như mà anh em và bạn ta có đam mê và nhiệt huyết. Đây, sau khi anh em bạn ta đã tháo mở những các cái ốc lốc côn như này ra, bây giờ ta sẽ tiến hành ta tháo mở cái lốc côn của xe quay này ra. Nếu như tình trạng mà anh em bạn ta đang gặp như này thì ta phải tháo mở cái lốc côn bứng côn như thế này ra thì ta mới xử lý được nhá. Còn bây giờ nó không phải là cái phần ở bên ngoài nữa rồi, rất chi là phức tạp luôn. Đấy, anh em bạn ta chú ý và quan sát giúp cho mình. Đây là cái sao số này, nó rất chi là bụi bẩn này. Đấy, bùn đất ở đâu ấy, có cái cát luôn anh em nhá. Đấy, anh em bạn chú ý giúp mình. Thì đây cũng là một nguyên nhân chính mà nó dẫn đến cái tình trạng là xe sang số, lại số, nó rất chi là sượng, rất chi là khó, thậm chí là anh em bạn ta giảm mãi nó không sang được số luôn. Đây, cái cần giảm số này thì nó vẫn hoạt động này, nhưng mà cái nó không kéo được cái sao số sang nhá, sao số nó đã bị kẹt này. Đấy, anh em bạn chú ý giúp mình. Với tình trạng mà xe, những cái dòng xe mà sử dụng lâu, ít bảo trì bảo dưỡng hay ít thay dầu thay mỡ, khi là nó thiếu dầu thiếu mỡ là nó sẽ sinh ra cái tình trạng là như thế này. Đây, đấy, đây là cái sao số nha, tình trạng là nó rất chi là bẩn luôn, chẳng biết cái xe của ông này ông không thay dầu bữa sao. Đấy, anh em bạn chú ý cái lốc côn này. Khi anh em và bạn ta đang gặp cái tình trạng mà như mình vừa nói thì ta sẽ phải tháo mở lốc côn như thế này và anh em và bạn ta xử lý, và cách xử lý của mình thì cũng rất chi là đơn giản thôi. Ta vệ sinh sạch sẽ đi và ta kiểm tra cái sao số xem là có những các cái dòng xe mà người ta đi lâu năm ấy là người ta không để ý tới, người ta cứ để thế người ta sử dụng thì nó sẽ sinh ra cái tình trạng là mòn và vẹt đi, thì bắt buộc anh em và bạn ta sẽ phải thay sang những các cái sao số và những các cái năm cái bi mới chứ ở trong cái hiệu số này. Đây, như mình đã vệ sinh xong cái tình trạng này là mình đã vệ sinh, bởi vì là cái sao số mình kiểm tra và nó cũng không bị mòn và nó chỉ có cái tình trạng là nó bị kẹt lại thôi, và mình đã vệ sinh từng chi tiết một, từ côn cho tới lốc máy. Đây, lốc côn đây. Đấy, mình vệ sinh sạch sẽ như thế này. Anh em bạn chú ý giúp mình, ta sẽ vệ sinh sạch. Nếu như cái sao số mà nó dỉ quá thì anh em và bạn ta cách ta lấy giờ cái vải ta xịt rửa vào sạch sẽ đi, miễn làm sao và cách nào các bạn ta vệ sinh sạch đi là ok. Và anh em bạn ta sẽ tiến hành, ta sẽ lắp ráp vào thôi. Khi anh em bạn đã thực hiện cái công việc là kiểm tra sao số và vệ sinh sao số và côn như thế này rồi thì ta sẽ bôi một ít dầu vào những các cái đầu như thế, đầu trục như này, để ta đưa cái lốc côn vào cho nó dễ. Đấy, và ta sẽ tiến hành ta lắp ốc vào thôi. Tình trạng này mình gặp rất chi là phổ biến luôn, mình xử lý cái cách rất đơn giản thôi. Đấy, cũng không tốn chi phí cho anh em và những người bạn của mình, những người khách của mình. Ta tiến hành ta lắp lốc côn vào. Tình trạng là nếu anh em gặp phải tình trạng này nhá, là anh em bạn ta sẽ phải tháo mở lốc côn ra giống mình đây nhá, thì anh em bạn ta phải xử lý được 100%. Hầu như mà anh em bạn ta gặp tình trạng này, ta mở ra thì cái sao số đấy nó đều là bị dỉ, bị han, thậm chí có những cái là nó mòn, nó vẹt luôn, là các bạn sẽ phải thay sang những các cái sao số mới và vệ sinh lại cái hiệu số rồi là côn
thì anh em bạn ta mới khắc phục được cái tình trạng bị sang số, sượng số, khóa sang số về số. Anh em bạn chú ý giúp mình với những tất cả những cái con ốc này, thì anh em và bạn ta sẽ phải vặn chặt, tránh tình trạng là bỏ quên, thì nó cũng rất chi là phức tạp khi khách người ta lưu thông ở trên đường lâu ngày thì nó sẽ bị ngấm, bị rớt dầu ra ngoài, rất phức tạp luôn. Cho nên anh em và bạn ta cứ từ từ ta làm, tới đâu nó tới, không vội vàng được. Như làm cái nghề này thì các bạn sẽ không phải vội vàng được. Với những mẹo nhỏ đơn giản hay những cách làm thực tế trên kênh xe máy chuyên hợp của mình, hy vọng có thể đã giúp cho anh em và bạn phần nào đấy tiết kiệm hơn được cái chi phí, tiết kiệm hơn được thời gian, nhằm truyền đạt tới cho anh em và những người bạn của mình thực tế những cách làm trong cái công việc sửa chữa xe máy này. Sau đó ta sẽ tiến hành ta lắp ốc đáy dầu vào, sau đó ta sẽ tiến hành ta đổ dầu vào để ta test thử xem là mình đã khắc phục ok cái bất thường gặp này chưa. Với những các cái dòng xe gem, xe quay như này, tình trạng là thứ nhất là khi xe của anh em bạn ta ít thay dầu này. Đấy, cái quan trọng nhất là dầu. Anh em bạn ta mà ít thay, bảo dưỡng dầu mỡ cho xe của mình thì nó sẽ sinh ra cái tình trạng là hư hỏng như này. Và đến lúc đấy thì nó sẽ phải sửa chữa nhiều hơn và gây tốn cái chi phí thêm cho tới anh em và những người bạn. Cho nên là những cái video này anh em và bạn ta xem thì ta có cái hướng khắc phục và cái hướng tự bảo trì hay tự bảo dưỡng cho những các cái chiếc xe của mình để cho nó được bền bỉ và nó tốt hơn. Đấy, khi anh em và bạn ta đã đổ dầu vào xong và bây giờ ta sẽ test thử và ta sẽ đi thử xem là đã ok chưa. Rất đơn giản và rất thực tế. Thì anh em và những người bạn của mình xem video mà có ý kiến gì thì xin để lại ở dưới phần bình luận cho mình. Đây, khi anh em và bạn ta đã đảm bảo rằng ta đã lắp ráp xong thì bây giờ cái tình trạng là sang số thì nó rất chi là dễ dàng luôn. Đấy, rất nhẹ, rất dễ luôn. Như vậy là video ngắn vừa rồi mình cũng đã chia sẻ lên cho anh em và các bạn cái cách khắc phục và cũng biết được cái nguyên nhân, cái tình trạng của những cái dòng xe số như này là sang số nó rất chi là sượng. Thì anh em và các bạn ta xem video của mình mà thấy hay và hữu ích cho anh em và các bạn thì đăng ký kênh ủng hộ cho mình để ta theo dõi những video mới trong kênh. Chúc anh em luôn thành công.